thấy cháu Đức Tôn không có nét nào giống bên nội, ông nội âm thầm đi xét nghiệm ADN và kết quả thu được khiến ông ân hận cả đời. Không phải là diễn viên nhưng cuộc đời của ông Tây đây lại là chuỗi drama bi hài kịch đủ cả. Theo đó, để ý cháu trai không giống ai trong gia đình, ông liền lén cả nhà đi xét nghiệm ADN. Kết quả cháu mà được coi là đích tôn đó không cùng huyết thống với ông. Sự việc đã khiến cho con dâu bị đuổi về nhà mẹ đẻ, sống trong sự gièm pha của hàng xóm. Vì thế cô quyết tìm ra sự thật. Bằng cách xét nghiệm một lần nữa ADN của chồng và con trai, kết quả thu được cậu con trai chính xác là con ruột của cô và chồng. Cháu trai không chung huyết thống với ông nội, nhưng lại có quan hệ huyết thống cha con với người bố. Vậy có nghĩa là ông T và con trai của mình mới là không chung huyết thống với nhau. Biết được kết quả, ông T bàng hoàng, không tin là sự thật. Không ngờ người vợ để lại cho ông một bất ngờ to lớn như vậy. Người con dâu sau đó cũng đã khuyên chồng mình, dù cha ruột của anh ta là ai, thì ông T cũng là người đã nuôi nấng mình. Công ơn của ông với anh ta mới là thứ quý giá. Nhưng mạng sau khi đọc xong câu chuyện này cũng để lại bình luận. Tưởng câu cùng cha khác ông nội chỉ là nói trêu đùa, hóa ra đã thành hiện thực. Nếu là tôi sẽ im lặng vì cũng sắp gần đất xa trời. Để vậy còn có chút dòng dõi hương hỏa. Cho dù không phải 100% huyết thống, coi như là con nuôi đi. Giờ mà có trào lưu đi xét nghiệm thì nhiều gia đình bi kịch lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.